Mình được Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đoán xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Tuất tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Vài giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Cao Trần, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Vài ngũ hành niên mệnh đại hải thủy ngày Nhâm Tuất, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Vài nạp âm đại hải thủy kỵ tuổi Bính Thìn Giáp Thìn ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý Bính Thân Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn hình Mùi, hại Dậu phá Mùi và tuyệt Thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần và Bính Tuất. Tuổi xung trong tháng: tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Tuế Hợp tốt mọi việc, sao Giải Thần, Đại Cát tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao địa tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tự, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Đây là dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của bạn tuổi Tý ngày hôm nay. Và ngày này á, đối với những bạn làm công ăn lương thì có được cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng nhờ những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn. Và với bạn tuổi Tý, hãy coi đây là động lực để cố gắng không ngừng hơn nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, tài lộc của bạn tạm thời không phải là nỗi lo của bạn, nhưng cũng không vì thế mà bạn chi tiêu một cách phung phí. Có lẽ bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về cách chi tiêu và quản lý về tài chính của mình sao cho hợp lý hơn. Ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý cần phải dành nhiều thời gian quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình nhiều hơn. Nếu như có khúc mắc nảy sinh giữa hai vợ chồng thì bạn không nên lờ đi, mà đôi bên cần phải thẳng thắn trò chuyện với nhau để tìm ra cách
tháo gỡ những vấn đề đang còn khúc mắc giữa hai người. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, tài lộc được dư giả, không có nỗi lo về tài chính. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng nhờ nỗ lực bấy lâu nay. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, cần xây dựng cách chi tiêu và quản lý tài chính hợp lý hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, nên dành thời gian quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, vợ chồng có khúc mắc nên thẳng thắn trò chuyện với nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 35, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, và đây là một ngày sự nghiệp của bạn không được mấy may mắn cho lắm. Với bạn tuổi Sửu có thể sẽ phải chịu sự nghi ngờ, gièm pha từ những người xung quanh, và bạn hãy dùng năng lực thực tế của mình để chứng minh mình là ai, chứ thanh minh bằng lời nói suông cũng không có tác dụng cho bạn đâu. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu có thể sẽ đánh mất tiền bạc nằm trong tay mình, bởi bạn đang gặp ngày có họa phá tài đến gần. Nếu như bản mệnh không cải thiện được tình hình về chi tiêu của mình thì có thể bạn sẽ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần khắp nơi nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Tâm lý không ổn định cũng làm ảnh hưởng tới công việc của bạn trong ngày hôm nay. Và bạn mệnh tuổi Sửu nên dành thêm thời gian cho việc vận động, tập luyện thể dục thể thao để cho tinh thần và thể chất của mình được khỏe khoắn hơn. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, công việc gặp trục trặc, chịu sự gièm pha từ những người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, nên dùng năng lực thực tế để chứng minh bản thân mình là ai. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, có họa phá tài đe dọa, nên sớm cải thiện về thói quen chi tiêu. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, sức khỏe và tâm lý bất ổn, ảnh hưởng tới hiệu suất công việc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, nên dành thêm thời gian để rèn luyện thân thể của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọa Tuất phù trợ, cho nên với bạn tuổi Dần đang có được may mắn trong ngày hôm nay. Và đây là báo hiệu thuận lợi cho bạn tuổi Dần khi mà bản mệnh có được những nguồn thu nhập mới, dù ít nhưng cũng đủ để cho bạn giải quyết các vấn đề mà bạn đang gặp phải cấp thiết tại thời điểm này. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, dễ kích động của mình, nếu không muốn vướng vào những vụ tranh chấp thị phi với kẻ tiểu nhân, và việc này sẽ gây ảnh hưởng không hề tốt cho con đường công danh sự nghiệp của bạn về sau này. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn tuổi Dần với người nhà lại không được như ý muốn, và nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau, và với bạn tuổi Dần
Không không nên khăng khăng làm theo ý của mình mà bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý như vậy. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có được nguồn thu nhập mới để giải quyết về tình hình hiện tại. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ kích động của mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ đang có điềm báo, họa thị phi, tranh chấp với tiểu nhân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ với người nhà gặp nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim không nên khăng khăng làm theo ý muốn của bản thân. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 18, số 25, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường màu đen, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được vận có quý nhân lục hợp xuất hiện, cho nên bạn tuổi Mão đang có được báo hiệu bản mệnh sẽ không còn phải buồn hay là tổn thương về chuyện tình cảm nữa. Những nỗi buồn trong quá khứ dần được trôi xa, hiện tại bạn đã có được hạnh phúc mà mình mong muốn. Và với bạn tuổi Mão, không thực sự quên những điều đã xảy ra trong quá khứ, nhưng bạn đã dành nhiều chỗ cho tâm trí hơn cho hiện tại và tương lai hạnh phúc này. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, mở đường dẫn lối cho bạn. Cho nên với bạn tuổi Mão nhờ thế mà tìm được đường đi nước bước để có thể phát triển tương lai sự nghiệp của mình. Bản mệnh chẳng quản ngại khó khăn, khổ cực mà luôn cố gắng hết mình, cái nguồn thu nhập của bạn cũng sẽ được cải thiện ít nhiều nhờ là vậy. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy không còn tổn thương về chuyện tình cảm nữa. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa đạt được hạnh phúc mà mình mong muốn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ trân trọng hạnh phúc hiện tại thay vì nghĩ về quá khứ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc tìm được lối đi đúng đắn để phát triển sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim thu nhập được cải thiện nhờ vào sự nỗ lực bền bỉ lâu mày bấy lâu nay. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi, và đây là điềm báo cho thấy đối với các cặp đôi đang không được êm ấm cho lắm. Bạn mệnh tuổi Thìn cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn và không thể trông cậy vào đối phương trong nhiều chuyện. Đôi khi bạn thất vọng đến mức muốn quay trở về cuộc sống độc thân nữa. Trong ngày thứ sáu này, đối với những bạn đang còn độc thân thì nên suy nghĩ một cách hết sức nghiêm túc trước khi đặt chân vào một mối quan hệ mới nào đó. Bạn hãy chắc chắn rằng bản thân đã sẵn sàng để có một người đồng hành bên cạnh mình, chứ không phải là những phút vui đùa với nhau. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là tốt nhất không nên gây mâu thuẫn với bất cứ ai nếu như bạn muốn có được một ngày không gặp quá nhiều rắc rối với mình. Cách tốt nhất mà bạn hãy tập trung vào giải quyết công việc riêng của mình thì tốt hơn. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn, dễ xảy ra cãi vã. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, thiếu cảm giác an toàn trong mối quan hệ về tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân nên cân nhắc
trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim không nên gây mâu thuẫn với ai nếu không muốn gặp rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy hãy tập trung giải quyết những công việc của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 38, số 49, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, và đây là dấu hiệu tốt cho thấy trên con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Tỵ đang rất thuận lợi, đặc biệt là đối với những bạn làm trong lĩnh vực là như là nghệ thuật, học thuật, nghiên cứu, khoa học, bạn mệnh nhận được sự tin tưởng của nhiều người trong ngành nữa. Với bạn tuổi Tỵ, đầu óc thông minh và nhạy bén của mình, bạn hãy tích cực tận dụng điểm mạnh của mình vào công việc và tin rằng mai này bạn sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, khó ai có thể sánh ngang bằng với bạn. Tài lộc khi đó cũng tự nhiên mà kéo đến ầm ầm cho bạn mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn đang có được bầu không khí gia đình vô cùng là hòa hợp, vợ chồng luôn tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho bạn cảm thấy vô cùng là hạnh phúc và may mắn khi đã gặp được người ấy ở cuộc đời này. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, con đường công danh sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn làm về nghiên cứu, khoa học, học thuật, kỹ thuật thì được mọi người tin tưởng và đánh giá cao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc nên tích cực tận dụng điểm mạnh của mình để phát huy năng lực của mình hơn nữa. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tài lộc hứa hẹn được hanh thông nhờ sự thông minh và nhạy bén của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, vợ chồng đồng lòng luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bà tuổi Ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay đang rất tốt đẹp. Do đó, bạn là người trọng tình nghĩa, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Và những người đã được bạn giúp đỡ trong cái thời điểm này thì chắc chắn sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích trong tương lai nữa. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Và để cho những bạn tuổi Ngọ có đầu óc vô cùng là thông minh, nhạy bén, bạn có thể phát huy được khả năng ở những lĩnh vực vốn rất quen thuộc với mình, mọi người sẽ cảm thấy vô cùng là kính nể, nể phục bạn nữa. Ngày này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, và đây là tín hiệu đáng mừng cho bạn tuổi Ngọ trong chuyện tình cảm. Trong cuộc sống vốn thường ngày như thế này, bạn cũng cần phải chia sẻ với nửa kia nhiều hơn để có được sự ủng hộ và chia sẻ của người ấy nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tình cảm có nhiều tin mừng, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy cần phải chia sẻ với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa phát huy được năng lực thế mạnh của mình ở trong những lĩnh vực quen thuộc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ nhận được sự kính nể và tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc mối quan hệ xã giao được tốt đẹp, có lợi cho tương lai sự nghiệp về sau.
Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 65, số 97, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn Tuất Sửu Mùi, cái điều này gây tác động xấu cho vận trình của bạn ngày hôm nay. Con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Mùi đang có điềm báo dễ gặp phải trở ngại trục trặc, mọi chuyện có thể không tiến hành theo đúng như kế hoạch mà bạn đã lập ra từ trước, khiến cho bạn cảm thấy buồn bực và chán nản. Ngoài ra, về tình hình tài chính của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này cũng không có mấy khả quan, có thể một phần nhỏ là do kiếp tài chiếu mệnh gây rối. Và dù không rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, song bạn cũng khá lao đao vì các khoản chi phí bất ngờ phát sinh. Ngày này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, còn cho thấy với bạn đang có điềm báo, sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề, dễ mắc phải những bệnh về đường tiêu hóa, suy nghĩ căng thẳng kéo dài, có thể khiến cho bạn mắc bệnh về dạ dày nữa, ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn nữa. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, sự nghiệp gặp trục trặc, có nhiều vấn đề phải lo nghĩ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sinh ra chán nản vì mọi việc không diễn ra như kế hoạch ban đầu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tình hình tài chính không được mấy khả quan. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, lao đao vì các khoản chi phí bất ngờ phát sinh. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh để đầu óc căng thẳng kéo dài. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 68, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi Thân cho chúng ta thấy là bà tuổi Thân trải qua ngày này đang gặp được vận quý nhân tam hội nâng đỡ, cho nên với bạn đang có được nguồn thu nhập dồi dào, tài lộc được dư dôi. Bản mệnh tuổi Thân có nhiều kế hoạch muốn thực hiện vào ngày hôm nay và đây là thời điểm tốt để cho bạn tiến hành các chuyện kinh doanh buôn bán với bạn. Phát triển tiến triển rất thuận lợi, đồng nghĩa với lợi nhuận của bạn tăng lên gấp bội phần nữa. Lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ, cho nên đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán sẽ nhận được một khoản lời lãi lớn trong ngày hôm nay, và có thể những mối đầu tư trước đó của bạn đã đến thời điểm thu hoạch, và đó có thể bạn hãy tự thưởng cho bản thân mình một món quà để khắc lịa lệ, để khích lệ về tinh thần của mình hơn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Thân lại đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Thân đang rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù bạn gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất với nhau. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, thu nhập được dồi dào, tài lộc được dư dôi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, thời điểm tốt để cho bạn tiến hành các kế hoạch mà bạn đã ấp ủ bấy lâu. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, các việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi, lợi nhuận tăng lên gấp bội phần. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, thu hoạch đáng kể từ mối đầu tư trước đó. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm có được sự hòa hợp, đôi bên tôn trọng lẫn nhau. Phải đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt
từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày Tuất Dậu tương hại, và cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dậu phải trải qua một ngày bộn bề với mối lo toan. Trong công việc, bản mệnh tuổi Dậu cần phải nghiêm túc và chăm chỉ, tránh tạo ra sơ hở để cho kẻ tiểu nhân lợi dụng và hãm hại mình. Chỉ cần bạn có một sơ suất nhỏ mà thôi cũng có thể khiến cho bạn phải trả giá trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này cũng làm cho bản mệnh tuổi Dậu không nên làm ăn hoặc là đưa ra những quyết định về đầu tư quan trọng trong ngày. Nếu không, bạn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng thất thoát về tài sản, tiền bạc. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp phải những mối hợp tác không có lợi, không đáng tin cậy và rất dễ bị lừa gạt nữa. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy trong vận trình ngày này với bạn vẫn có được sự may mắn khi mà bạn đang có được người nhà luôn ủng hộ mọi quyết định của mình. Và bạn cần phải tâm sự những chuyện khiến cho mình khó chịu với người nhà. Chắc chắn bản mệnh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và nhận được nhiều lời khuyên hữu ích nữa. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, công việc gặp nhiều trục trặc, có nhiều mối lo toan đòi hỏi bạn phải cố gắng gấp nhiều lần. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tránh làm việc sơ suất tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nên tránh đưa ra những quyết định về đầu tư quan trọng kẻo lại thất bại, thất thoát về tài sản, tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, cần phải cẩn trọng với những đối tác chưa xác định được thông tin tin cậy. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, người nhà luôn ở phía sau ủng hộ và động viên bạn khi cần thiết. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 78, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy trong ngày bạn đang gặp tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tuất có thêm phần vững vàng và kiên quyết theo đuổi mục tiêu của mình đã đề ra. Với những khó khăn ở phía trước không khiến cho bản mệnh sờn lòng mà còn ngược lại, bạn càng thêm quyết tâm để phấn đấu vượt qua khó khăn trở ngại để giành lấy thành công ở phía trước cho mình. Và với bạn tuổi Tuất đang có được tinh thần làm việc hứng khởi là một trong những bí quyết để cho bản mệnh chiến thắng được những khó khăn trong công việc. Bạn hiểu rằng luôn tạo cảm hứng và làm mới bản thân mình, đúc rút kinh nghiệm từ những người đi trước và những thất bại đã qua luôn là cách giải quyết khủng hoảng một cách tốt nhất. Ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Đây là dấu hiệu cho thấy với bạn tuổi Tuất cần phải quan tâm nhiều hơn tới bản thân mình, bởi sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu bất thường. Ăn uống có phần kém ngon miệng, ngủ không ngon giấc khiến cho bản mệnh sinh nhiệt mệt mỏi, sức đề kháng bị suy yếu. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, kiên quyết theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, gian nan thử thách càng thêm phần quyết tâm để phấn đấu vượt qua. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tinh thần làm việc được hứng khởi, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, biết cách đúc rút kinh nghiệm và thất bại từ những người đi trước. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, nên quan tâm tới sức khỏe khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc
5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 87, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, và đây là dấu hiệu may mắn trên con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn đã chăm chỉ làm việc trong suốt quãng thời gian vừa qua thì đây là thời điểm xứng đáng để cho bạn nhận được một phần thưởng cho mình, và bạn hãy coi đó là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Trong ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán cũng có được một ngày khá bận rộn khi mà các đơn hàng tới tấp gửi về. Bạn mệnh tuổi Hợi có nhiều kế hoạch muốn triển khai trong cái thời gian tới, và thành công ngày hôm nay cũng có thêm phần quyết tâm cho những dự định đó của bạn có thể trở thành hiện thực nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn với nửa kia lại không được như ý muốn cho lắm. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, và nếu có bất mãn gì ở trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng nhau giải quyết. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tài lộc gặp nhiều may mắn nhờ sự chăm chỉ làm việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, thành quả ngày hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho những vất vả từ trước đó của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, đối với những bạn kinh doanh buôn bán nhận được nhiều tin vui, đơn hàng tới tấp. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, thành tựu hôm nay càng củng cố thêm phần quyết tâm cho những dự định trong tương lai của bạn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình cảm không được như ý, đôi bên không hiểu được nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 88, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, đừng tiếc like, share, comment và bấm chuông vào để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.